Những ngôi nhà vườn hiện đại mái Nhật đang trở thành xu hướng hot của giới gia chủ, và không có gì ngạc nhiên khi đến với mẫu bản vẽ sở hữu bộ sưu tập hàng trăm nghìn mẫu nhà vườn đẹp, bạn sẽ bị choáng ngợp với những kiểu dáng kích thước đa dạng. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu nhà phù hợp cho gia đình mình, thì ngôi nhà vườn hiện đại mái Nhật của gia chủ Nguyễn Duy Nghị tại Chí Linh, Hải Dương có thể là một gợi ý đáng cân nhắc. Với chiều ngang 16,3m, chiều sâu 19,3m được lên phương án thiết kế tối ưu, phòng thờ 35,5m2, phòng bếp 21,01m2, 3 phòng ngủ có khu vệ sinh khép kín lần lượt 19,76m2 và 18,29m2 khu vệ sinh chung. Nổi bật giữa vùng quê Hải Dương, ngôi nhà vườn hiện đại mái Nhật được khoác lên một tông màu trắng sứ chủ đạo, tạo nên một phong thái vô cùng trẻ trung và sang trọng. Các gam màu khác như màu xám của hệ thống cùng với tông đậm của điện cánh cửa, màu vàng của điện cửa tốt được phối khí kèm để tạo nên hiệu ứng sinh động, gây mới và thu hút rất nhiều ánh mắt của người xem. Thiết kế sở hữu nét truyền thống tạo sự gần gũi thân thuộc và lịch sử thông qua các kỹ thuật cao để mang lại khả năng nét âm, trung ổn và chống phong vinh thời gian sử dụng. Nếu bạn cần mua mẫu thiết kế hoặc hỗ trợ, hãy cùng Tân Hải để lại bình luận bên dưới và để